Rồi ta giải nút số 2 các em. Nút số 2. Lớp 8. Nhập mã thi. Bài thi số 1. Làm bên này nè. Rồi, hình vuông có chu vi 36. Thì cạnh là lấy 36 chia 4 được 9. Thì diện tích là 9981 ha. Cái này rút gọn thôi các em. X trừ y, x cộng y là rút gọn với x bình trừ y bình dưới. Vậy là còn 9 phần 15. 9 phần 15 là bằng 3 phần 5. Bằng 5 đổ ra số thập phân 0,6. Đa giác có 9 cạnh thì số đường chéo thầy dạy trong khóa học V82 là nha. Số đường chéo sẽ là gì? 9 nhân 9 trừ 1 rồi chia 2. 9 nhân 8 chia 2 bằng 36 em. Số đường chéo là bằng n nhân n trừ 1. Đâu có n nhân n trừ 3 chứ. Tí nữa chết rồi các. N nhân n trừ 3. 9 nhân 9 trừ 3 chia đôi. 9 trừ 3 là 6 là nhân 9 chia đôi 27 đường. Có đúng nhỉ? 4. Rồi đúng rồi, chính xác luôn, 27. N nhân N trừ 3 chia đôi. Rồi ở trên rút gọn với dưới sẽ còn 3. Rồi cái này ở nít số 1 thầy giải kỹ lắm rồi kìa. Tìm hai số biết tổng và hiệu thôi nha. X bình sẽ bằng 25 cộng 7 chia đôi là 16. Rồi 25 trừ 7 chia đôi là 9. 16 bình cộng cho 9 bình 337 kìa. Rồi bài này cũng giải rồi mà thầy không nhớ đáp án đâu. Mười một kìa. Dùng chức năng trừ mít mà thầy đã dạy thôi. Rồi hình vuông, hình vuông vẽ hình luôn. Hình vuông ABCD M là trung điểm BC và N là trung điểm CD. BC đây, CD đây. Lấy trung điểm M trung điểm BC. Bên này là M các em nhé. Bên này N. Đây chắc rơi vào bài toán chia bánh thầy dạy ở khóa học V82 rồi. Đúng luôn. Tính diện tích trong giáp AMN. Diện tích trong giáp AMN tính làm sao? Rất đơn giản. Thầy hướng dẫn nhanh. Cái miếng AMN này á là nó nằm ở phía trong đúng không? Như vậy muốn tính diện tích nó nên tính 3 miếng ngoài trừ đi thôi. Vậy diện tích tam giác này là bằng bao nhiêu? Hình vuông có diện tích là 36 thì cạnh là bằng 6. Cạnh bằng 6 thì đây là bằng 3, trung điểm mà. 6 x 3 là bằng 18, chia đôi là bằng 9.
Như vậy dưới này cũng 9. Còn ở trên này nè, trên này là 3 x 3, 3 x 3 chia đôi, 3 x 3 là 9, 9 chia đôi là 4 rưỡi. Rồi giờ các em lấy diện tích của hình vuông trừ cho ba cái mảnh với ba bên ngoài đó. 36 trừ 9 rồi trừ 9 rồi trừ 4,5 nữa là còn lại cái miếng giữa là 13,5. 13,5 các em nha. Xong. Thời gian còn nhiều. Ồ, bài này các em tự giải đi. Bài này ở nít 1 thì giải rồi. Cái này toán lớp 7 mà. Hình như là bằng 3. Bằng 3, đúng rồi, 4. 2x trừ 3 bằng 4 thì x sẽ bằng 7/2. Còn 2x trừ 3 bằng trừ 4, x bằng trừ 1/2. 7/2 trừ 1/2 là 6/2 bằng 3, đúng luôn. Giải áp lực thời gian khó chịu nha em. Rồi, đây là bài khó rồi, bài xương rồi các em ơi. Rồi, bài xương rồi. Rồi, các em theo dõi. Cái bài này hơi khó hiểu một chút ha. Bây giờ thầy hướng dẫn nhanh nè. P phở là bằng 1 trên x bình cộng cho 1 trên y bình. Các em quy đồng đi, quy đồng cộng tử giữa mẫu thì nó sẽ bằng là y bình cộng x bình trên x bình y bình. Không? Y bình nè, cộng cho x bình nè, trên x y tất cả bình ha. Y tất cả bình. Mà cái tử là không đổi rồi. Cái tử là x bình cộng y bình bằng 20. Rồi cái mẫu là y tất cả bình. Rồi giờ muốn p lớn nhất á, muốn p nhỏ nhất á thì x y phải lớn nhất. X y max. X y max thì p sẽ min. Không? Này, các em tự hiểu nha. Bây giờ ta tìm điều kiện để x y max có bằng bao nhiêu thì các em lại chú ý là x trừ y á, tất cả mũ 2 thì nó lại lớn hơn bằng 0. Từ đây suy ra x mũ 2 trừ 2 x y cộng cho y mũ 2 thì lớn hơn bằng 0. Rồi giờ thầy đổi y bình ra đằng trước thì các em thấy là cái số này trừ cho số này lớn bằng 0 thì số bị trừ á nó phải lớn hơn số trừ thì lúc trừ nó mới ra dương được chứ. Như vậy là x y chia hai phe cho 2 thì các em sẽ lấy 2 x y là nhỏ bằng x mũ 2 cộng cho y mũ 2. Và từ đây mình suy ra là x y sẽ nhỏ hơn, chia hai phe cho 2 thì nhỏ hơn bằng x bình cộng y bình chia đôi, tức là 20 chia đôi. Hay nói cách khác là x y là nhỏ bằng 10. Tóm lại x y lớn nhất là bằng 10. X y lớn nhất mà bằng 10 á thì lúc đó là p sẽ min là bằng 20 chia cho 10 bình. P min sẽ bằng 20 chia cho 10 bình. 20 chia 100. 1/5 tức là 0,2. 1/5 đó. Rồi, tam giác đều thì thầy dạy kỹ ở trong khóa học V82 rồi các em nha. Giờ mình lấy cái đó mình hưởng lợi thôi. Diện tích tam giác đều á là bằng a bình căn 3 trên 4. Xem lại khóa học V82 nha. Như vậy a bình sẽ bằng gì? A bình sẽ bằng 4s chia cho căn 3. 4s chia căn 3 tức là 4 nè nhân cho 9 căn 3 chia 4. Đó là 4s, rồi là chia cho căn 3 nữa thì bằng 9. Từ đây suy ra a sẽ bằng 3 thôi. Trong hình học thì không có số âm nha. Thì a bằng 9 thôi. Cạnh của tam giác đều bằng a bằng 9. Cạnh tam giác đều a bằng 9 thì đường trung bình là lấy cạnh chia đôi. Vậy đường trung bình sẽ bằng 1,5. 3 chia đôi là 1,5. Đó, em nào học khóa học V
82 rồi thì sẽ làm bài này nhẹ nhàng thôi. Con rắn cho tam giác AC cái vẽ nhanh hình đi, có MN là đường trung bình song song với đáy, tỷ số diện tích của hai tam giác AMN và ABC sẽ bằng 1/4 các em nha. Các em coi lại khóa học V82 bài toán chia bánh, các em sẽ thấy có bài toán này ha. Bài nào mà thấy khó khăn lắm thầy mới hướng dẫn thôi. Phương thức đối của phương thức này thì đổi dấu thôi, đổi dấu tử hoặc đổi dấu mẫu, mà đổi dấu một trong hai tử và mẫu thôi nhé. Vậy nó chính là đây, 1 trừ 2x đối với 2x trừ 1 này. 5 trừ x thì giống nhau. Con mèo x sẽ bằng 1/5 các em. Còn cái ngoặc đơn thứ hai là không thể bằng 0 rồi. Ngoặc đơn thứ nhất bằng 0 thì x sẽ bằng 1/5. Rồi cái này các em rút gọn, x bình cộng 9 rút gọn, x bình cộng 9 hết, x trừ y rút hết, vậy còn 1 thôi. 5 x 3 15 rút gọn mẫu cũng bằng 15. Số chính phương lớn nhất ở làm ở x1 rồi nha, là số 900. Con khỉ. Bài này cũng làm ở x1 rồi các em. Nếu thầy nhớ không lầm á thì x sẽ bằng -1, y sẽ bằng 2, còn z sẽ bằng -3. X trừ y là -1, -2, rồi lại cộng cho z, tức là cộng cho -3 là bằng -6. Thế em trở lại x1 coi bài đó, thầy giải rất kỹ ha. Con hổ. X mũ 2 bằng 144 thì x sẽ bằng 12 hoặc là -12. Mà ở đây người ta đòi x dương, vậy ta nhập x bằng 12. Rồi tiếp tục. Các em dùng kỹ thuật trong khóa học về 81, các em sẽ tính được bài này rất nhanh, tính ra x giờ y cụ thể luôn. Còn bây giờ thầy giải theo kiểu toán học nha. Những em mà chưa học về 81, về 82 thì cũng sẽ hiểu cái bài giải của thầy thôi. Y trừ x tất cả mũ 2 thì sẽ bằng 49. Từ đây các em suy ra cái gì? Cứ để đó tính xong. Ta suy ra là y mũ 2 trừ 2xy cộng x mũ 2 thì bằng 49. Rồi từ đây các em suy ra tiếp. Ta biến đổi công thức này thôi. Trừ 2xy thì đổi thành cộng 2xy. Vậy thì thầy phải trừ 4xy để nó bằng như cũ. Chứ không thôi nó sai, đúng không? Rồi ba cái hạng tử đầu tiên thầy đổi thành là y cộng x tất cả mũ 2 sẽ bằng 49 cộng cho 4 nhân xy. Mà 49 là 49 cộng 4 nhân xy, tức là 4 nhân 60. 49 cộng 4 nhân 60 289. Như vậy từ đây các em sẽ suy ra là y cộng x có khả năng là bằng cộng hoặc là trừ 17. Căn 289 là bằng 17. Trừ 17 cũng được. Hai số này bình lên đều bằng 2.9 hết. Nhưng mà người ta cho x và y là số dương hết các em. X y dương thì x cộng y không thể âm được. Vậy x cộng y chỉ bằng 17 mà thôi. Con gà. Ồ, bài này khó các em ơi. Bài này khó rồi. Bài này ta đặt ẩn phụ thôi. Hoặc là các em dùng chức năng tìm ít thử. Dùng chức năng tìm ít mà mình đã học trong khóa V81 thôi. Còn giải không được thì mình dùng biến đổi toán học. 4 số nguyên liên tiếp nhân nhau bằng 24. Thì tôi nhẩm là tôi thấy luôn rồi đó. 1 x 2 x 3 x 4 đó. Đúng không? Nhưng mà người ta đòi ít âm kìa, chứ không phải ít dương. Vậy nếu các em nhập x bằng 0 là sai á.
Nhập x bằng 0 là sai á. Như vậy là mình sẽ lấy là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4 là 4 số liên tiếp các em. Được rồi. Như vậy x sẽ bằng trừ 5. X bằng trừ 5 các em. Thử lại coi. Máy ra x bằng trừ 5. Trừ 5 cộng 1 là trừ 4, trừ 3, trừ 2 và trừ 1. Trừ 5 cộng 1 là bằng trừ 4 rồi. 4 x 3 x 2 x 1 thì đúng bằng 24 luôn. Trừ 5 ha. Ở những khóa học tiếp theo, thầy sẽ luyện cách biến đổi toán học của bài này luôn. Đặt ẩn phụ giải thôi. Trừ 5. Diện tích tam giác này tam giác vuông. Ta giải ở nít số 1 rồi. Vậy hai cạnh góc vuông là 12 x 16 chia đôi là bằng 96. Dùng định lý Pythagore đảo chứng minh tam giác này vuông ha. Bài thi số 3. Đi tìm kho báu. Rồi ta có x cộng 5 sẽ bằng trừ 5. Thì x sẽ bằng trừ 10 các em. Thử lại trừ 10 cộng 5 là bằng trừ 5. Trừ 5 nhân trừ 2 là bằng 10. Tiếp tục. Số các giá trị x bình trừ 4 bằng 0 thì x sẽ bằng cộng hoặc trừ 2 là hai giá trị rồi. X cộng 3 bằng 0 thì x bằng trừ 3 này. Vậy có 3 giá trị thôi. Dương 2, âm 2 và âm 3 ha. Cho hình vuông. Cho tam giác. Cho tam giác MNB vuông. MNP vuông các em, vuông tại M. MN bằng 12, NP bằng 13. Vậy dùng Pythagore. MN bằng 12. Vậy hình vẽ cũng hợp lý lắm ha. MN dài. MN bằng 12, NP bằng 13. Các em dùng định lý Pythagore, các em sẽ tính ra MP. MP sẽ bằng 5 nha. 5, 12, 13 là một bộ số Pythagore hay gặp đó. Rồi lúc đó diện tích hình chữ nhật MPKN. MPKN. MPKN diện tích hình chữ nhật đó thì nó sẽ gấp đôi cái tam giác vuông này thôi. Lấy 5 x 12 á. 5 x 12 bằng 60. Vẽ hình ra thấy xong luôn mà. Rồi cái này nít trước thầy giải rồi. Nó sẽ bằng 3 phần 3 phần 79 ha. Rồi giá trị nhỏ nhất của yếu thức này thì trò nào mà học khóa học V82 rồi thì các em thấy làm bài này cũng khỏe re thôi. K sẽ bằng gì? Bây giờ thầy nhân K cho 2 đi. Thầy nhân K cho 2. 2K sẽ bằng 10x mũ 2. 10x mũ 2, 2 5 là 10 cộng 4y mũ 2. Trừ 4x cộng 8y. Và cộng cho 2 x 2 0 21 là bằng 4042. 10 4. 10x bình phương cộng 4y bình phương thiếu rồi. Cộng 8xy trừ 4x cộng 8y giờ cộng 4020 4042 á. Rồi 4y bình phương thầy sẽ cho đi cặp với lại 8xy nè. Thầy cho đi với 8y nè. Đúng chưa? Như vậy mấy cái kia thầy đẩy lùi ra đằng sau hết. 10x bình phương
4 y bình phương rồi, 8 y rồi, 8 y rồi, 10 y bình phương trừ 4 x thì đẩy ra đằng sau. Cộng 4 không, 42 thì đẩy ra đằng sau. Rồi. Này thầy rút để nguyên 4 y bình phương ha. Rồi này thầy rút 8 y ra ngoài. 8 y ra ngoài thì ở trong còn x cộng 1. X cộng 1. X cộng 1. Thì bây giờ thầy tiếp tục giữ nguyên cái ở trên, 4 y bình phương giữ nguyên cái này lại ha. Rồi bằng tiếp 4 y mũ 2 cộng cho 2 nhân cho 2 y và nhân cho 4 x cộng 1. Rồi bây giờ thầy sẽ cộng cho 4 x cộng 1. 4 x cộng 1 tất cả bình. Rồi cái này vẫn giữ nguyên. Như vậy cái này là thầy mới thêm bừa vô các em nhé. 4 y bình là như cũ. 2 x 2 là 4, 4, 4. Ồ sai rồi, đây là 2 thôi. Vậy đây là 2 thôi. 2 x 2 x 2 là 8 y x cộng 1 như cũ. Vậy chỗ này là x cộng 1 tất cả bình thì phá ra luôn. 2 x cộng 1 tất cả bình. Không. 2 x cộng 1 tất cả bình. Các em coi ở trong này là x bình nhân 2, vậy đây chỉ còn 8 x bình thôi. Rồi trong này là 2x. 2x ở 4 nhé các em, đây 4 nhé. Thôi thêm bước nữa cho chắc đi. Thêm bước nữa cho chắc đi, 10 x bình. Thì giữ nguyên này lại nha. Rồi cái đám này thì phá ra luôn. 2 bình là 4. 4 x bình. Rồi ở trong là 4 là cộng 8 x. Cộng 1 nhưng 4 là cộng 4. Rồi giờ làm quề lại nè. Cái đề gốc á là 10 x bình. Mà ở đây lấy 4 x bình rồi, vậy còn 6 x bình. Rồi đề gốc là trừ 4 x mà đây lấy 8 x rồi. Vậy đây phải bao nhiêu? Trừ 12 x. Trừ 12 x thì cộng 8 x thì nó mới bằng trừ 4 x lại đúng không? 6 x bình cộng 4 x thì mới bằng 10 x bình lại đúng không? Rồi đây là 4042 thì mình bị lấy 4 chỗ này rồi. Vậy là còn 4038 rồi. 4038 cộng 4 là bằng 4042 đó. Rồi tiếp tục bằng nguyên cái đám này nè. Nguyên cái đám từ 4 y bình cho tới cái ngoặc đơn này nè là nó sẽ thành hàng đẳng thức. Đó là 2y. 2y cộng cho 2x cộng 1. Rồi tất cả mũ 2. Rồi cộng cho đằng sau. Đằng sau thì xé ra. Thì xé ra là thành 4038 à. 6 rút 6 ra. 6 x nhẹ đây cộng 6. 4038 mà chích 6 đi là còn 4032 thôi. Rồi ba cái này kem rút 6 ra ngoài, ở trong còn x bình trừ 2 x cộng 1, vậy thành hàng đẳng thức 6 x trừ 1 tất cả bình. Vậy xong. Cái này là một cái bình phương thì lớn bằng 0, cái này cũng bình phương lớn bằng 0, vậy cái này sẽ lớn hơn bằng 4032. 2k lớn hơn bằng 4032 các em nhé. Có nghĩa là min của 2k. Min của 2k thì bằng 4032. 2k nhỏ nhất là bằng 4032 thì min k sẽ lấy 4032 chia đôi là thành 2016. Min k là 2016. Các em tu tới tu lui mới hiểu nổi thôi chứ. Bây giờ làm sao mà thầy giảng hết được. Rồi nít số 3 thầy sẽ giải hết. Nít số 3 thầy giải hết luôn ha. Còn không thì mình đi giải luôn nhé. Mình còn nhiều thời gian mà.
Rồi cho hình chữ nhật. Cho hình chữ nhật. Vẽ hình các em. Cho vẽ hình. Em vẽ thành cái hình chữ nhật. AD 14, AB 16. A, B, C và D. AD 14, AB 16. Vậy có vẻ hợp lý rồi đó. MN trung điểm AB và CD. AB, CD. Trên cạnh BC lấy E bất kỳ. Khi đó tổng diện tích MBE, M là trung điểm AB, N là trung điểm CD, còn E là trung điểm của BC. Khi đó tổng diện tích MBE là này với lại CN là bao nhiêu? Đọc lại đề. A, B, C, D. AD bằng 14, AB bằng 6, M là trung điểm AB, N là trung điểm CD. Trên BC lấy E, rồi hai miếng này cộng lại bằng bao nhiêu? Thì dễ thôi các em. Theo bài toán chia bánh đó, theo bài toán chia bánh thì cái miếng MBE là bằng nửa của cái miếng ABE. Và cũng theo bài toán chia bánh là thầy giả dạy trong khóa học V82 thì miếng NCE nó sẽ bằng nửa cái miếng DEC nha. Nửa miếng DEC. Như vậy là cộng hai miếng màu vàng này sẽ bằng nửa tổng của miếng ABE cộng với lại DEC. Mà các em dễ dàng nhận thấy là ABE cộng DEC á là bằng một nửa của hình chữ nhật ABCD này. Đây, các em chỉ cần nối một đường lên đây thôi thì các em sẽ thấy ABE cộng cho CDE là bằng một nửa của hình chữ nhật này liền. Không. Ở nick tiếp theo thầy sẽ giảng kỹ hơn nữa. Thì giờ thầy đặt tên điểm này đi. AHEB là bị chia đôi ra thành AEB với là AHE nè. Rồi DHEC là bị chia đôi bởi cái đường chéo DE ra thành hai miếng bằng nhau này. Vậy là cái miếng AED thực ra là gồm hai miếng này. Nhập lại là bằng nửa của hình chữ nhật ban đầu. Như vậy tóm lại hai miếng màu vàng là bằng nửa tổng của hai miếng ABE cộng DEC, tức là bằng 1/4 của hình chữ nhật em nhé. Lấy hình chữ nhật tính diện tích rồi chia cho 4 thôi. 14 x 6 chia 4. 21 kìa. Thôi thầy chọn luôn, nít 3 là thầy giảng kỹ nha. Rồi tạm biệt các em.